Chương 4. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình, tránh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nên thêm muối. Hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Teacher Cơ là anh em rất yêu dấu chúng tôi. Một người tôi tới trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi sẽ báo tin cho anh em về phần việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người yên ủi lòng anh em. Kẻ cùng đi với người là Onesim, anh em trung tín và rất yêu dấu chúng tôi, tức là người đồng sứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. Aritak là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em. Mát, anh em chú bác với Banaba cũng vậy. Về Mát, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi. Nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. Giêsu gọi là Giúp Tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ có ba người đó cùng tôi, vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi. Ephra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ có lời chào thăm anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em, Dema cũng vậy. Hãy chào các anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà người. Anh em đọc thơ này rồi, hãy đưa cho hội thánh Laodice đọc với. Anh em cũng phải đọc thơ ở Laodice gửi đến nữa. Rốt lại, hãy nói với Achip rằng, hãy cẩn thận về chức vụ mà người đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Chính tay tôi, Paulo viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyện xin ân điển ở cùng anh em.